Hello hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Ngày hôm nay thì thứ nhất mình có hai cái mình muốn nói đến cho tất cả các bạn. Là thứ nhất là mình dành tặng cho tất cả các bạn một clip để cho tất cả các bạn có gọi là một clip bổ mắt để giúp tất cả các bạn có kinh nghiệm khi đối đầu với Florentino. Và cái thứ hai là mình muốn dành tặng cho tất cả các bạn đó là bốn nick ấy. Bốn nick năm 50.000 là cứ mỗi ngày mình sẽ tặng các bạn 200.000 nhá. Đấy. Thì nhiều bạn nói là anh ơi đừng có tặng nick nữa, bọn em không cần nick đâu, giữ cái tiền để mà ăn hay linh tinh. Nhưng mà mình cũng nói luôn đấy, thực sự quan điểm mình khác, có mình ngày hôm nay thì cũng nhờ các bạn cả, cho nên là mình không bao giờ quên công ơn của tất cả các bạn đã cho mình có ngày hôm nay. Thì mình phải đền ơn đáp nghĩa những bạn, mặc dù các bạn có nick các bạn không cần, thì thực sự các bạn thông cảm. Mình có thể là cho tất cả các bạn, những bạn nào mà chưa có nick, hay là những bạn nào đang còn vừa tập chơi, hay là không có điều kiện để mua nick, thì mình sẽ dành tặng mỗi ngày cái 4 cái. Thì nếu bạn nào mà dùng được rồi, có nick rồi, thì các bạn đừng có vào đổi mật khẩu để cho các bạn khác. Mình muốn xây dựng một kênh mơ sướng, thêm một kênh gọi là chúng ta kiểu san sẻ cho nhau ấy, lá lành đùm lá rách, mà lá rách thì đùm đã là nát đấy. Cho nên bạn nào mà có rồi thì chúng ta đừng có vào nick làm gì nhá, để cho các bạn nào không có, để các bạn vào nick để các bạn vào chơi đấy. Và mình sẽ dành tặng tiếp các bạn 4 nick nhá. Và ngày hôm nay mình lại hướng dẫn các bạn một clip gọi là rất là hay, và mình nghĩ đấy là một clip rất là bổ ích. Nhưng clip ngày hôm nay thì mình xin phép các bạn có gắn một chút quảng cáo về cái iClean đấy, thì để có thêm một chút chi phí, bởi vì là một năm gần đây rồi thì mình mới nhận được hai cái quảng cáo mừng cày trốc ạ. Rồi ok các bạn nhá. Đây là nick này, bốn cái nick ở dưới này các bạn này, 50.000 này, các bạn hãy vào nhá. Đấy, các bạn hãy vào và tạm dừng chụp ảnh này và phóng to gần lên. Bạn nào chưa có nick thì các bạn hãy vào và đăng nhập vào và đổi mật khẩu nhá. Và các bạn sẽ vào lấy nick này chơi luôn. Và chúc các bạn có clip thật là vui vẻ và leo rank thật tốt. Và chúc các bạn có nick thật là tốt các bạn nhá. Rồi. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Để với clip ngày hôm nay thì mình muốn hướng dẫn tất cả các bạn một kèo đấu rất là gọi là một kèo đấu gọi là từ xưa này, khi mà kèo Richter và Florentino là hai vị tướng cũng rằng là hot pick nhất ở cái rank cao thủ cao sao. Hiện tại mình làm rank cao thủ 36 các bạn nhé. Và ở trên rank cách đấu thì hai vị tướng này thì cũng là một mối thù truyền kiếp, khi mà tất cả trận đấu thì đều có Richter, mà có Richter thì có Flo. Thì nhiều người bảo rằng Flo nó sẽ counter được Richter này, và nhiều người bảo rằng nếu Richter đánh tốt thì sẽ counter được Flo. Thực sự để mình nói kèo hai vị tướng này là hai chất tướng nó không ai hơn ai nhiều, chỉ là về cái chất tướng kỹ năng. Trước tiên khi đến với clip này thì mình sẽ nói về một chút về cái gọi là bảng ngọc và bảng phụ trợ. Thì Richter mình sẽ tập trung cho nó là 100 chiến giáp và 10% tốc độ chạy và công vật lý. Còn bảng phù hiệu của nó thì game đấu này mình sẽ mang cho nó là má kính các bạn nhé. Chỉ cần các bạn lên má kính thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi khi đối đầu với Florentino. Trước khi chúng ta chơi một vị tướng nào, chúng ta đều sẽ phân tích vị tướng đó nó sẽ mạnh như thế nào. Florentino nó mạnh để từ nhập những chiêu hóa của nó, chiêu 1 và chiêu 3 và chiêu 2 thì nó lại sắp thương kính của Florentino các bạn nhé. Cho nên các bạn nếu khi các bạn solo với Florentino, đây cái pha này mình ra chơi đủ đám không? Chắc chắn là đủ pha. Ôi cái pha này không đủ đám rồi. Được rồi, mình sẽ tập trung tiếp về cái phân tích cho tất cả các bạn để dễ hiểu ạ. Thứ nhất, Florentino nếu các bạn solo về nó thì chiêu 3 rất là khó tránh, nhưng chúng ta có quyền tránh được chiêu 1 của nó các bạn nhé. Vì khi nó quăng chiêu 1 vào cho chúng ta thì nó sẽ bị gãy choáng. Còn trước tiến để về trận đấu này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách triệt đề để chúng ta có thể là đi đường Florentino những điều cần tránh. Và bây giờ thì mình xin phép giới thiệu tất cả các bạn một chút về những bạn nào dùng máy Android các bạn nhé. Thường chúng ta dùng Android thì nó rất là láng, máy thấp thì mình không nói, nhưng thường các bạn dùng máy xịn ấy thì rất láng. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tới một cái phần mềm đó là iClean, một phần mềm nó giòn rác, rất là thông minh và nó sẽ có nhiều chức năng rất là tuyệt vời. Chẳng hạn như là các bạn có thể thấy là đây phần mềm iClean nhá, và mình sẽ giòn rác cho điện thoại. Hiện tại thì nó sẽ có thể là chọn dọn dẹp những các rác quảng cáo trong Android này, rồi quét tất cả các thứ đấy. Mình hiện tại là đang 5,67 GB thì nó rất là nặng. Thường thì tất cả các bạn dùng máy Android ấy, các bạn thường bị những cái rác quảng cáo hay những cái gọi là ứng dụng chạy ngầm, các bạn sẽ không xóa được. Thì bây giờ mình sẽ click vào xóa, và chỉ trong vài giấy thì nó có thể xóa được trong cái bộ nhớ của các bạn tầm 5 đến 6 5,6 GB.
thì nó sẽ giúp cho tất cả bản chế liên quân tốt hơn. Đặc điểm tốt ở cái iClean này thì nó sẽ cho các bạn thêm một cái chức năng, đó là các bạn sẽ được gọi là tăng tốc bù nhớ các bạn nhé. Chúng ta sẽ vào tăng tốc bù nhớ và tăng tốc game nữa các bạn nhé, và mình sẽ chọn tăng tốc game. Đây, cái tăng tốc game này ấy thì nó sẽ giúp cho tất cả các bạn chơi chọn một cái tựa game như Liên Combo Mobile hay bất kỳ một game nào, nó sẽ được tốt hơn rất nhiều, chỉ dùng cho ứng dụng Android nhé. Bây giờ mình sẽ nhấp vào, mình sẽ chọn từ game Liên Quân Mobile này, mình sẽ thêm vào. Và lúc đó thì cái game của tất cả các bạn sẽ được chơi rất tốt hơn với máy Android này. Và cái link tải và các thứ mình để ở phía dưới phần mô tả và mình sẽ mở ngay. Và ngoài cái này thì chúng ta sẽ có cái chế độ không làm phiền các bạn nhé, sẽ không để bị gọi điện hay là bị gì hết. Đấy, đây là cái phần tăng tốc game. Và tiếp theo mình sẽ tăng tốc bổ nhớ. Tăng tốc bổ nhớ nó sẽ là như nào? Thì nó sẽ là gọi là diệt hết những cái ứng dụng mà chạy ngâm ấy, chúng ta chẳng hạn như Facebook các thứ chúng ta chạy ngâm chúng ta vứt đấy, thì nó sẽ rất nặng máy. Thì khi trong quá trình chúng ta chơi game, chúng ta sẽ tăng tốc bổ nhớ và nó sẽ diệt ngâm những cái đấy và chúng ta sẽ dùng sau. Đấy, các bạn có thể thấy 7 ứng dụng được giải phóng. Và đây là một ứng dụng nó rất tốt để cho các bạn nào dùng Android các bạn nhá. Link tải các thứ mình đã để ở phía dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì mình sẽ phân tích triệt để cho tất cả các bạn về cái trận đấu Keo Richter Florentino. Mình sẽ nói một chút đặc điểm cho tất cả các bạn chơi Keo Richter này. Richter khi chúng ta chơi Florentino ấy, các tâm phù hiểu má tính, chúng ta sẽ chơi theo cách chỉ nấp bùi mới có đủ lượng đám để chọc cái thằng Flor thôi. Cách tốt nhất giết thằng Flor đó chính là mình phải choáng lại ngược nó để cho nó không được dồn sát thương. Nếu chúng ta mà lao vào để cho thằng Flor nó có được cái hóa chiếu 1 và hóa chiếu 3 thì hầu như rất khó vì tưởng nào chạy thoát được nó. Thì chỉ có một cách duy nhất là chúng ta sẽ nấp bùi và chơi nó. Và khi cầm má tính này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn này. Đấy này, mình sẽ chọc nó chiếu 1 này, chọc chiếu 1 này, lui đã chọc lần rồi này. Rồi bật chiếu 3, bật chiếu 3, ôi cái phá này thì nó lui các bạn nhé. Còn cách nôm na combo là như vậy, bất kỳ một vị tướng nào cầm má tính chúng ta đều phải sử dụng hết 1-2 chiếu thức, thì lúc đó chúng ta sẽ dùng cái quạt chiếu 3 các bạn nhé. Chẳng hạn phá này mình sẽ nấp bùi tiếp vào mình chơi này, không biết cái phá này tốc điểm được hay không ta, để mình có được. Đây phá này tốc điểm đây, ui các bạn ấy nó chơi như thế, chiếu 3 này lùi đấy. Thực sự mình không thể chiến được tao phân lo, có thể outplay mình cái phá nó cực kỳ tuyệt vời nhá. Ôi đấy các bạn có thể thấy nó ghế gửi mình như thế. Và các bạn thấy cách combo mình khá đơn giản chưa? Mình sẽ combo tốc biến và mình sẽ sử dụng hết 2 lần chiếu 1. Và lúc đó mình sẽ kích hoạt ngay chiếu 3 ngay lập tức để được hồi chiếu 1 các bạn nhé. Thì đó là cái cách con Richter nó rất là mạnh, có thể đùi tròi được với đi tướng Florentino. Chắc chắn đâu game mình sẽ chọn cho Richter sẽ thám ở đâu game hoa để Florentino. Những người về phân giữa game thì nó sẽ có một phần nhìn hơn một chút thì Florentino đó là những cách dồn đám từ trong bùi. Chỉ có một cách duy nhất con Richter đánh được Flo là chỉ ở trong bùi và chọc 2 lần chóa, kích hoạt chiếu 3 và thêm 2 lần chiếu 1 nữa thì mới chơi lại được Flo. Đấy, thì đó là những cái cầm nã, những cái kinh nghiệm để khi tất cả bạn đối đầu với Flo. Nhưng khi các bạn cầm Richter và khi chúng ta đi xong đường đó, đánh chủ đó, lệch lời thế thôi, thì chúng ta sẽ có những cách chơi nào khác nữa? Thì bây giờ mình sẽ có những cách chơi rất đơn giản để Flo thôi. Đó, cách chơi gọi là truyền thống là nấp bùi ạ. Chúng ta sẽ di chuyển vào rừng đội đây chạy đi đâu ạ. Ui dồi thế này thì của mắt chạy lên đầu khoáng ạ. Đấy, nó khá đơn giản thôi. Chúng ta nếu vào cái thể tấn công thì chắc chắn các bạn sẽ phải có mặt ở trong cái bùa đơn xanh hoặc bùa đơn đỏ của chiến địch. Chúng ta sẽ nấp trong những cái bùi. Chắc chắn các bạn sẽ có những cái phá 1 cân 2 cân 3, nó easy, nó chạy rất là easy ạ. Tí nữa không biết sẽ có những cái phá để không, nhưng mình sẽ cố gắng bay vào 2-3 thằng, mình sẽ chạy cho tất cả bạn xem nhé. Đấy, và đây là cái giai đoạn thứ 2 của Florentino khi chúng ta ăn được cái trụ. Khi ăn được cái trụ thì chúng ta sẽ chuyển giao những cái lối di chuyển khác nhau và cách chơi khác nhau. Đấy, không còn ở đường để thủ nha lính lửa hay để làm gì nữa, thì chúng ta sẽ chọn cách mà Flo các bạn nên nhớ. Chỉ có cái bùi mới mạnh được. Đấy, cái phá này không biết tốc biển có kịp hay không các bạn nhé. Nhưng đây mình cần cân nhắc. Các bạn bình tĩnh nhé. À, các bạn muốn tốc biển combo chiếu này thì chiếu 1 và tốc biển các bạn nhé. Các bạn sử dụng chiếu 1 trước, sau lúc đó các bạn sẽ kích hoạt tốc biển nhanh lập tức luôn, thì nó sẽ được kích hoạt. Tí nữa mình sẽ làm lại tất cả các bạn một phá. Đấy, thực sự đây Violet các bạn nhé. Flo này. Đấy, rồi chắc chắn chết rồi. Chiếu 1 thì lui lại này. Rồi, chọc hai tóc, bật chiếu 3 lên. Chết. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là cái combo nó khá
cơ bản mà hầu như rất ít người biết ạ. Thường như người biết nhưng các bạn không làm. Các bạn rất là vội vàng khi các bạn chặt chữ một phát, các bạn kích hoạt chữ ba luôn. Thì cái phù hiệu mãn tính này nó rất là thế. Nó chỉ mạnh khi tất cả các bạn bình tĩnh và dùng hết kiến thức. Các bạn sẽ không lo bị chết đâu. Thì đường Victor này nó có thể là tù được trong con map tâm chắc chắn là 6 giây là ít nhất. Đấy chứ, cho nên các bạn thoải mái. Đấy, lối chơi ở cái bước thứ hai của Victor nó khá đơn giản thôi. Mình luôn luôn nấp ở trong những cái bụi này. Đây, ngủ không các bạn nhé, một chập này, hai chập thì bật chữ ba này, hôi chiếu này. Đấy, chảy đâu, chiếu một hôi này, chập này. Đấy, đây là cái combo mà vì từ Victor cầm má tính chúng ta nên xem mà các bạn phải hiểu được cái combo này các bạn. Ôi rồi gì đấy ngay chơi em á, xong cái pha này xong rồi máy mà tốt biến ạ. Rồi kích rồi chạy cái pha này mình để các bạn nhé. Rồi còn 8 giấy nữa thì mình sẽ hôi chưa bá nhé. Những cái má tính của mình thì không biết là hôi kịp hay không. Cái pha này mình sẽ nấp bùi chơi nó luôn này. Thằng này phút mà không biết còn được hay không, mình thử các bạn nhé. Một này, rồi chọc bật chưa bá này, rồi các bạn. Ui thằng này nó pha này mình phéo một chút nhá, thằng phơ lo nó đánh rất tốt ở cái pha này ấy, là nó lui để nẻ cái chiếu sắp thứ hai nhá, còn không thì nó sẽ chết đấy. Còn về keo solo giữa phơ lo đến thì nó và Victor ấy thì các bạn bây giờ để đấy, các bạn đã hiểu rồi, đầu game chúng ta không thể solo nổi vì con phơ lo bởi vì nó nhiều chiếu thức hơn các bạn nhé. Chỉ cần chiếu một nó nhặt được ba hoa thì nói chung nó bay cho mình mù mắt thôi. Nhưng về keo giữa game thì mình sẽ đánh giá Victor nhìn hơn. Còn về phần cuối game ấy thì mình sẽ đánh giá về người nào làm được nhiều việc hơn. Bởi vì chúng ta sẽ không chơi game, chúng ta không phải là sinh ra để solo với nhau đâu. Đấy, cái clip này mình muốn làm cho tất cả bạn có được cầm nắng, được gọi là cái hiểu biết đấy, là khi chúng ta đối đầu vì tướng Florentino chúng ta sẽ làm những gì ạ. Đầu tiên mình chọn cách khám hoa, và thứ hai dừa cái một chút mình sẽ chọn cách solo trực diện với nó, kiểu gì cũng sẽ ăn với nó. Và solo như thế nào để ăn ạ? Rồi solo khi tất cả các bạn có thể ở trong bụi rậm các bạn nhé. Cách giết được con ló là choáng nó hai lần và cái khoản chiếu ba chiếu hai chọc một phát là chết đấy. Và mình cứ cái lối chơi vẫn rất bình thường thôi, bần cứ nấp bụi thân trưởng các bạn nhé. 29 giấy nữa mới hôi tốc biến thì mình sẽ combo cho tất cả các bạn cách tốc biến với chữ một. Thương thì nói đơn giản thôi. Đây, chào em quả này khỏi bật chữ ba nhá, bởi vì mình đủ đám rồi, đủ đám thì khỏi bật chữ ba. Xin để anh ấy. Ui, ngủ không ra chơi mình kìa. Ui, gặp cái chết luôn nhì, dăm mai ngủ không ạ. Đấy, các bạn thấy nôm na có 7 giấy là hôi sẽ hôi chưa bà nhá. Thì là mình, hôi tốc biến ạ. Thì mình sẽ, đây. Các bạn bình tĩnh nhá. Đây, nấp bùi này, chơi này. Đấy, chơi cách. Đấy. Thường khi chúng ta chơi Victor thì chúng ta chỉ phụ thuộc vào chứa một tấm bùi rầm của nó tầm 70% thôi. Có nhiều trường hợp các bạn đang có bát trước mặt đấy, các bạn chỉ cần chiếm một là các bạn giết được những như bạn bị cuốn và con Victor là các bạn phải có bùi các bạn mình nha. Thì khi các bạn kích hoạt được cái nội tài của cái bùi ấy thì nó lại chạy mất tiêu thôi. Cho nên mình sẽ góp ý cho tất cả các bạn một chút về cả vấn đề này các bạn nhé. Cho nên các bạn phải cân nhắc một chút rồi. Người chơi Victor tốt là người luôn luôn tích được cái điểm này, tích được cái bùi này nó tốt và dược nó đây lên. Chào em. Đấy, một mạng, hai mạng chơi rồi. Ui, nhà đi xí chế thì hay thì hỏng ạ. Rồi mình nghỉ là tuần đầu đến đấy cũng nghỉ là gần kết thúc rồi đấy. Và mình có một cái phá tốc biển này các bạn nhá. Mình sẽ làm một phá tốc biển đẹp mắt để dành tặng các bạn này. Cho nên bây giờ các bạn mà đi về phần lo thì các bạn hãy nên nhớ cho mình nhá. Keo Victor và keo phần lo đấy là keo rank cao thủ 36. Các bạn nên nhớ rằng đầu game hãy phám hoa cho mình và tâm dừa game. Mình không biết các bạn thọt hay yếu, nhưng tâm dừa game các bạn sẽ combo 5 chiếu giúp mình và sẽ kết liều đối phương. Và mình nghỉ trận đấu đến đây kết thúc thôi. Và phải là như cũ nhá. Mai yêu. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nhá. Bye bye.